5 chiếc bánh mến chào quý ông bà anh chị em trên Facebook Công giáo Việt Nam đưa tin về một linh mục cần lắm sự giúp đỡ của quý vị. Cha đang điều trị căn bệnh nặng rất nguy kịch, rất cần kinh phí lớn để điều trị. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho cha, mau chóng được khỏi bệnh, để dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Xin cộng đoàn chia sẻ và giúp đỡ linh mục Phêrô Nguyễn Thái Tử, quản sứ Thượng Ích, hạt Nghĩa Yên, giáo phận Hà Tĩnh. Cha đang điều trị tại Bệnh viện Tâm Đức ở quận 7 Sài Gòn. Ngài đau rất cần cộng đoàn chung tay tiếp sức để ngài vượt qua bệnh tật. Mỗi lần cha phải đặt ten mạnh vành thù, chi phí lên tới 150 triệu. Tổng cộng cha đã phải đặt ten 17 lần rồi, sáng nay cha lại phải đặt thêm 2 lần nữa, và các lần này chi phí có thể nhiều hơn. Mọi giúp đỡ xin gửi số tài khoản của Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử, số tài khoản 521-100-000-604-09, Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Nguyễn Thái Tử. Lạy Chúa, xin Chúa cất đi những đau đớn cho cha. Trước đó hơn một năm, tình hình sức khỏe của cha Phêrô Nguyễn Thái Tử đang chuyển biến xấu, đi chạy chữa khắp nơi. Cha được Bệnh viện Quốc tế Huế chăm sóc trong phòng hồi sức đặc biệt, nhưng chiều nay sức khỏe của ngài hơi yếu và bệnh có chuyển biến, nên đã được chuyển vào phòng cách ly chăm sóc đặc biệt hơn. Do cơn bệnh tác động mạch vành và nhồi máu cơ tim tái phát, ảnh hưởng đến tính mạng, cha Phêrô Nguyễn Thái Tử, đương nhiệm quản hạt và quản sứ Nghĩa Yên, đã phải làm đơn xin bề trên giáo phận cho tạm nghỉ công tác mục vụ. Đức Giám mục Giáo phận, qua quyết định số 16/11 QDTGM, đã đồng ý cho cha Tử được nghỉ ngơi công việc để chữa bệnh. Giáo sứ Thượng Ích, giáo hạt Nghĩa Yên, giáo phận Hà Tĩnh, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Kính mong Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho cha Phêrô của chúng con, xin lòng thương xót Chúa làm phép lạ, qua bàn tay của các bác sĩ tài giỏi và hết sức chịu khó nhiệt tâm nhiệt tình, đưa hết khả năng cứu chữa bệnh cho cha được nhanh khỏe mạnh, để cha tiếp tục về phục vụ con chiên mà được Chúa giao phó cho cha.